Hello, xin chào cả nhà đã quay lại trở lại kênh Nhật Cường. Hôm nay là Nhật Cường, Văn Ruy và bé Danh tên Lá Lụa đang ở Las Vegas, Kinh Đô Ánh Sáng. Hôm nay thì Nhật Cường và Văn Ruy qua bên Las Vegas cũng mấy ngày rồi. Qua đây mục đích đi show, sau đó là đi coi show, sau đó đi tham quan. Mục đích của tiêu đề của clip này là giới thiệu vì lần đầu tiên bước chân đến sáng Las Vegas. Hai ba ngày nay thì đã có được hai show rồi, show lớn hoành tráng, show O tại Brazil. Show O có nghĩa là show nước, xiết nước nhạc cực kỳ hấp dẫn. Và cái show nữa là show Kha đã show bài. Kha là nó là dạng xiết mà xiết kịch, nó có nội dung như một cái vở kịch vậy, mà tất cả là biểu diễn là xiết. Rất là hay, đu dây nhào lộn rồi rất là khủng khiếp. Sân khấu nó quay 360 độ, từ một cái sàn sân khấu nó thành một tượng, nó thành một cái vách núi, rồi nó thành một cái coi như là tảng băng, coi như là khủng khiếp. Phải nói là lần đầu tiên mà coi như thấy một nó dàn dựng rất là quy mô. Thì hôm nay là bắt đầu là chuẩn bị đi tham quan du lịch. Bây giờ mình đi đâu đây bé Danh? Valley of Fire. Valley of Fire là dết thung lũng lửa, núi lửa. Thung lũng núi lửa phải không? Lên đó thì mình sẽ cùng Ri và bé Danh chia sẻ cùng cả nhà mình tham quan thung lũng núi lửa. Sau đó mình kết thúc cái clip này là tại sân bay MGM. Và tối hôm nay Danh Ri sẽ được coi cái show đó là của một nhà ảo thuật gia, cũng là lão làng, mang tên David Copperfield. Yeah. Rớt hả? Nó không hết hả? Đấy, cái mới Chinatown, Las Vegas. Có ba bù luôn kìa. Thở, phở Kim Long nè. Ở Việt Nam nhắm nè, thấy không đó. Rồi Lee Sinh Quýt kìa. Nhìn xa thấy có sông bài Quýt luôn thấy không? Đẹp ghê chưa? Hiện nay mình đang chạy trên freeway gì đây Danh? I-15 I-15 đây hầu như là mình đi qua con đường nào cũng thấy xung quanh là đều sông bài. Xa xa thì chúng ta sẽ thấy có bên phải có một ngọn tháp đó. Tháp đó là thuộc loại ngày xưa đó là cao nhất thế giới đó, nhưng mà bây giờ thì nó cũng bình thường rồi. Trên tháp này nó sẽ có nhà hàng như này nè, nó chỉ chơi trò chơi những cảm giác mạnh nè, rất là thú vị. Mình lên trên đó là bao nhiêu tiền một người? Cũng hai mấy đồng á. Hai mấy đồng hả? Mình sẽ thực hiện một cái clip mấy anh em mình lên đó và đồng thời là đi xung quanh các bên trong các sân bay để tham quan hí. Đúng rồi. Ok. Mình chia sẻ cho thích là Las Vegas nhưng mà chưa có cơ hội đến Las Vegas. Bữa nay ngày thường thôi mà cũng xe đông. Đây là thứ hai vậy, ba cũng xe đông. Đó, ngon làm thành đào luôn. Đây là chỗ gì? Đua xe đúng không? Đua xe thể thức mộng đúng không? Ghê ha. Rộng lắm, mênh mông luôn. Có dịp nào mà giờ nó đua xe các anh em mình vô đi coi luôn. Khán đài là mặt bên kia mới chính này là nè, bên kia rất trên... nhiều khán đài nhỏ lớn. Mặt bên phía bên kia còn này nó là phía sau lưng. Sau lưng rồi. Đây. Bên kia là khán đài lớn nè, bên này khán đài nhỏ. Vô trong rồi đó. Vỏ xe kìa, vỏ xe đưa vô giùm nè. Ồ, vỏ xe đưa vô giùm đồ. Đó, bên đây nè. Ờ hả? Ở bên kia luôn. Sa mạc gì đó. Sa mạc gì mà thở thành.
super lắm anh ạ. Đường này đi nữa là Salt Lake City của Utah. À, đi qua Utah đúng không? Đi qua Utah là có kỳ quan thiên nhiên thế giới là biển muối. Biển muối Salt Lake City là từng làm thế vận hội mùa đông. Camera của dân ri quay qua cái filter của cái kiến xe thấy nó đỏ đẹp ghê ha. Hôm nay là khí hậu tốt nhất để đi du lịch. Tại vì sao? Chỗ này nếu mà đi nóng là bình thường. Ở lá phải khách đang nóng thì sẽ nóng hơn 10 độ. Tại vì nó là vô khu núi mà anh dễ bị sốc nước, sốc nhiệt á. Còn lạnh thì nó lạnh quá đi ra chỗ thiên nhiên thì mình rồi nó sàn quá. Để coi sao? Mình không ra gì hết. Băng qua đường. Phải chờ qua hết. Rồi đi. Đó. Giờ nó đi được. Hey. Hey, are you in about it? It's
gonna be $10. Đó là một chiếc xe 10 đô hả? Local trả tiền rẻ hơn. Người ở đây, người địa phương trả tiền rẻ hơn người du lịch. Take that receipt to your windshield. Oh wait, hold on, I gotta. Okay. Yeah. Du lịch là hết rồi. How much for the tourist? 15. 15 hả? Rẻ được 10. 5 đồng. 5 đồng. 30%. Mày đã đưa mình cái tờ kia. Cái bản đồ để đi vô cái khu du lịch đó mà. Cái này mà nó ghi rõ ràng lắm. Đây nè, đây ngay ngã ba An Lạc nè. Chạy lên ngã tư An Sương nè. Thấy không, tới Trảng Bàng là anh qua tới Củ Chi vô địa đạo. Ủa, cái này cái bản đồ là của Việt Nam. Lộn. Bản đồ của nó, bản đồ đâu. Bản đồ của nó để ở trên kia là chúng mới coi. Còn bây giờ thứ quan trọng là trước kìa. Núi nó đổi màu rồi, đá nó đất nó đổi màu rồi, thấy không? Trả tiền nó có khác. Ở đây là vẫn còn là màu trắng ha, tự nhiên cái núi trong nó đỏ, đá trong nó khác hẳn luôn. Bên kia là sáp xịt rồi. Bên kia là tro, bên đây lửa, ở đây bụi. Đó, hai màu khác hẳn ha. Đó, xe màu đen luôn ha. Cái đó xe người ta sơn không ơi? Dạ, xe về sáp. Nhất thế giới là trong mấy cái hang cái hốc này nè, nghe không? À, mình đã hỏi dừng lại chụp hình lần trước mà không biết mình quay phim ra cho khách. À, có xe rồi, người ta bắt đầu. Xe kia là xe chụp cả. Đi. Nó mới làm chụp nhà luôn, nó cho toilet chụp nhà luôn một chiếc giống thỏ. Đánh đá hả? Giống thỏ. Cái khu này á, đó, đây là thấy không? Cường thấy không? Đó, đây là mình tới ngay thỏ, thỏ kìa, thỏ. Đó, đó. Đây. Đây là địa phận Đỉnh Quán. Đỉnh Quán. Ờ đá chồng đó. Giống không? Chờ gì? Giờ núi lửa phun hả? Ok, người ta leo lên trên vách núi nè. Lát mình lên leo thử coi. Vô chụp hình mấy cái khe đó đẹp quá. À, đây là nơi núp nắng nè, núp nắng nè. Ai sợ nắng thì vô đây núp nè. Đẹp chứ bộ, chụp hình đẹp quá đi ơi, đó. Đây, dáng đứng bên đá. Nghe nó nghe nhanh. Đẹp không? Nghe. Đó. Rắc. Khoan, từ từ, hết sức bình tĩnh. Chưa, từ từ, cái này nè. Đẹp này. Thấy chưa? Đó đẹp không? Khoan, đó. Quá đỉnh. Ok. Góc. Bạn đứng im. Góc luôn rồi. Một, hai. Đó chưa? Đâu rồi chị Cường? Coi đá thôi.
Nè, chào làm gì đi hả, ngồi làm gì á, giống như nhớ lại hồi ngày xưa hả? Ở dưới quê á, dưới quê thì có mấy cái hốc này là ngon lắm à. Lấy miếng lá đỡ đi. Hình con thỏ đó không à, đẹp quá, y như thỏ hả? Chị thỏ, chị kế thỏ bên chị rùa đúng không? Chị thỏ thấy không, thỏ ghê, mắt ra quán đó, mắt ra quán đó, chị rùa sau lưng luôn à, à. Người đó thấy không, cái miệng đó, cái mũi đó y như cái mặt người. Đây là một địa điểm khác. Ồ, trong cái có nhà kia đó, nhà đó là nhà gì? Visitor Center. À, chỗ đó là mình coi triển lãm hả? Sự tích của thông tin về cái khu thiên nhiên này à, nó có xuất nguồn từ đâu, núi lửa sao, năm nào, năm nào. Đó, núi đẹp không, chặt chà à, mấy anh mấy chị chụp hình vui. Gần quá ha. Đây 266 triệu năm về trước. Từ 250 đến 66 triệu. Ý nó nói là những cái đất này đến 250 triệu năm trước. 600 triệu năm trước. Biển hả? Đúng không? Dạ đây là biển. Ừ, cái gì đó vậy?
Nó tìm được những cái nè, giống những cái con mà mà giờ nó đùng lên nó thành. Mẹ hỏi đây có con gì đấy? Đó. Con gì đó? Còn nó giống như con kỳ nhông vậy đó. Nhưng mà bạo á. Cái dùng sa mạc nên cái da nó phải dày để nó khỏi mất nước á. Nó khác cái mình ở Việt Nam mình đất cát thôi à, mà nó là nhiệt đới, còn này dùng sa mạc mà ôn đới nên nó phải dày nè. Con rùa nó cũng phải dày gì hơn cái mình. Kè kia một thì nhông kỳ đà đó. Cái ké là mẹ kỳ nhông. Kỳ nhông là ông kỳ đà. Rồi rối loạn luôn lẫn lắm. Thì bà con cái gì vậy? Thầu nó làm thu nhỏ là hay không? Hồi xưa cũng có bèo rồi nữa chứ bộ. Nè, mấy cái lỗ của nó là mấy con này làm đó anh. Đúng không? Mấy bà rùa đào phải không? Ừ, bà rùa làm đó. Ghê nè, họ tìm ra cái dấu giống như dấu chân mọi người ha. Cái thời đó. Nó có cái nó tên là Bass Maker. Ủa, cái bàn chân này là của nó đó hả? Nó sống từ 2000 đến 1400 năm trước. Nè, cái bàn chân người xưa nhỏ xíu à. Thấy không? 4000 năm đến 1800 năm về trước. Hay. Là cái 2000 năm công nguyên. 2000 năm trước công nguyên. Trước công nguyên á thì cái giống người này là người kêu gypsum hả? Gypsum. Gypsum people. Gypsum people. Ở đây sống nên nuôi bắt mấy cái con săn mấy con. Rồi mua bán đồ lưu niệm, bán đồ đủ thứ. Đạp nhóm nít luôn, hồi xuống cũng mệt lắm mà ra thắng á.
Biết gì không? Cái máy chụp hình đó là cái ống đó, ống zoom. Mà đây chụp phong cảnh sao zoom. Đúng rồi. Cái lens nó lên 70-200 á, mấy lens nó zoom. Kìa có một cái anh leo trên nóc rồi kìa. Tiếng chụp hình như vậy đó, hai anh kìa. Đó, mấy cái lens wide đó đó. Từ từ rum này đó, thấy để thấy leo thấy không? Áo trắng với áo đỏ đó, đó như Cường đang leo đó. Rì áo trắng hả? À, ở đây rộng lớn quá, mênh mông quá, cho nên là chúng tôi đi 4-5 nơi thôi mà mất thời giờ quá nhiều, mất hết 3-4 tiếng là thử. Bây giờ chúng tôi quyết định lên xe về lại Las Vegas để coi show để biết bao nhiêu đó. Sau khi chúng tôi đi về có Miner đi coi David Copperfield. À, bây giờ vô sòng bài FDM. Phía trước mặt chúng ta là một con sư tử. Đây là biểu tượng của sòng bài FDM. David đây, đây là bức tượng David Copperfield, có khắc hàng chữ David Copperfield. À, nói chung là quay phía trước tí xíu, xong lát vô coi, xong rồi họ cho mình quay rồi, nhưng mà kết thúc á, vỗ tay sẽ quay được và mình nói là kết nhá. Phòng David Copperfield, Copperfield. Ở đây là màn chào cuối cùng của David Copperfield khi chia tay khán giả. Khán giả vỗ tay rất là ủng hộ chương trình của David Copperfield. Yeah. Coi xong thấy sao đi? Coi xong David Copperfield, cái tự nhiên không biết cái nào thật, cái nào giả trong cuộc đời này. Cái gì cũng có thể làm được. Nó hấp dẫn và thú vị đúng không? Đúng rồi. Hay suy đoán hoài cũng được. Cái quan trọng là anh đã biết có phi tới bạn mình luôn không? Nắm tay bắt tay nè, cho mình chơi trò chơi luôn đã. Rất tiếc là không quay được và chia sẻ cho cả nhà đúng không? Đúng rồi. Rồi, bye bye. Rồi, coi như màn David Copperfield ở Phục Gia đã kết thúc. Đó, hiện nay trong khán phòng khán giả là cái màn mà ấn tượng nhất là cái màn mà
bay à. Đĩa bay, đĩa bay nó bay bay trước mặt mình rất là hay, rất là thú vị. À, đây là rất là, đây là cuối cùng thì thôi mình xin chia tay cả nhà mình và không quên là chúc cả nhà luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Nhớ đăng ký subscribe theo dõi nhé, bye bye. Xin mời quý vị đăng ký subscribe theo dõi. Nhật Cường xin chân thành cảm ơn quý vị luôn đồng hành ủng hộ kênh Nhật Cường TV, chia sẻ niềm vui và dấu sóng. Video mới phát lúc 20 giờ tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần. Xin kính mời quý vị đón xem và giới thiệu nhiều người cùng xem.